Xin chào các bạn nha, La đang cho các bạn xem lại cái ca mà kết quả liệu trình muộn thâm tại La nha. Thì hình ảnh bạn này là hình ảnh trước khi đến La nha các bạn. Các bạn có thể thấy là bề mặt da bạn này viêm và thâm nha các bạn. Trong bạn này bị viêm trong bề mặt luôn, có nghĩa là những bạn mà bị viêm trong bề mặt là các bạn nếu không kháng khuẩn bề mặt là các bạn sẽ bị lên hồi thôi. Là cái da của mình cứ bị lên mụn liên tục nếu như các bạn không dùng kháng khuẩn bề mặt nha. Đây các bạn có thể theo dõi những hình ảnh của bạn này trước khi tới La. Đây các bạn có thể thấy bề viêm này. Đây là cái bề viêm của bạn ấy nha. Đây, các bạn thấy rõ không? Đây, hai bên bề viêm rất là nhiều và mụn ở bên trong đó các bạn. Mụn bên trong á, mụn bên trong cái da của mình đây nha, của bạn ấy đó. Mụn ở bên trong này các bạn thấy không? Mụn ở bên trong, viêm cục cục sờ là các bạn cảm thấy cứng cứng. Những bạn mà bị viêm á, viêm bề mặt là các bạn sẽ cảm thấy da mình nó như thế này. Thì đây là hình ảnh của bạn này sau khi điều trị tại La nha các bạn. Các bạn có thể thấy đây là hình ảnh sau khi điều trị tại La này. Đây, các bạn có thể thấy khi mà nền da các bạn được kháng khuẩn thì các bạn có làm cái gì mụn hồng không lên lại, trừ khi là những bạn có việc riêng hoặc những cái vấn đề khác thôi nha. Còn các bạn nhìn nền da các bạn rất là mịn, da bạn này rất là mịn sau khi điều trị xong tại La nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy những bề viêm hoàn toàn không còn nữa nha. Đây, đây là hình ảnh của bạn này sau khi điều trị và mấy một tháng rồi tới lại mà da bạn như thế này. Đây các bạn thấy không, sau một tháng rồi nhưng mà da bạn như thế này, có nghĩa là những các bạn mà sau khi điều trị xong tại La thì các bạn cần phải theo những cái hướng dẫn của La, sử dụng những cái sản phẩm ok. Hầu hết những sản phẩm mà sau khi La hướng dẫn cho các bạn sử dụng là những sản phẩm mà an toàn lành tính và các bạn sử dụng chủ động chăm da tại nhà hàng ngày đó, nên là cái vấn đề điều trị sau đó thì các bạn phải chăm da cho La nha, phải theo cái hướng dẫn chăm da giúp La nha. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là da của bạn này, các bạn so sánh những hình ảnh trước sau của bạn này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.